Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Ngọc muốn giới thiệu về mẫu mã bao bì mới của nhà Ngọc. Trước mắt từ giờ đến Tết thì Ngọc chỉ để bao bì mộc như thế này thôi. Còn qua Tết thì bắt đầu Ngọc mới in hình ảnh và tên tuổi của Ngọc ở trên này để mọi người biết đến trà nhà Ngọc nhiều hơn. Túi này bằng túi giấy, nhưng bên trong tráng một lớp bạc rất là dày, nên mọi người cứ yên tâm về chất liệu nha. Giữ được hương vị cũng như là chất lượng của sản phẩm một cách tối đa nhất. Tại vì bán hàng cả một năm rồi, Ngọc mới tìm ra cái sản phẩm mà nó thích hợp nhất, mà Ngọc cảm thấy ưng ý nhất là cái túi như thế này. Còn về chất lượng sản phẩm thì mọi người cứ yên tâm, tại vì chè này là chè của nhà Ngọc làm ra và nhà Ngọc cũng uống và bán cho mọi người luôn, chứ không phải là nhà Ngọc buôn những cái chè linh tinh mà chè Ngọc mua ở ngoài chợ về bán cho mọi người đâu, nên mọi người cứ yên tâm nhé. Còn cái nữa là nhiều người hỏi Ngọc là tại sao mà túi không làm ít ấy, không in cái túi nhỏ ra để bán cho mọi người ấy. Thì tại vì giờ cũng gần Tết rồi, Ngọc không thể làm được. Qua Tết thì bắt đầu Ngọc mới làm nha. Tại vì hiện tại bây giờ nhà Ngọc chỉ có cái túi 500g thôi, thì nhiều khi người ta muốn mua ít, hoặc là người ta muốn mua về để biếu ấy, thì nó cũng không được tiện lợi cho lắm. Thì từ giờ đến Tết thì Ngọc vẫn sử dụng cái này. Qua Tết thì bắt đầu Ngọc mới làm thêm nhiều loại túi để phù hợp với những người khách mà đã yêu cầu Ngọc nha. Ngọc sẽ làm thêm túi 100g, 200g và 300g. Còn về chất lượng chè mọi người cứ yên tâm nhé. Nếu mà ai không yên tâm có thể lấy mẫu chè nhà Ngọc để đi kiểm tra chất lượng. Nếu mà phát hiện ra có thuốc hay là có bất cứ hóa chất độc hại nào, Ngọc sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nên mọi người cứ yên tâm sử dụng. Còn ai có thắc mắc thì cứ vào inbox hỏi cho Ngọc nha, Ngọc sẽ trả lời. Thôi xin chào mọi người nhé, có gì cứ nhắn đi cho Ngọc, Ngọc sẽ trả lời cho.